Hiện giờ thằng bóng ma đang trốn tránh sự truy đuổi của con sát thủ và công an. Chúng ta không thể bắt nó lộ diện ra được. Vậy anh ba tính sao hả anh ba? Tìm cái vali trước. Chuyện đó mới quan trọng. Chú làm gì giết giết kìa? Em đang vẽ bản đồ. Bản đồ gì? Nếu như em có mệnh hệ gì thì anh hãy tìm ra kho báu này. Đúng là cái này rồi. Em thì không có gì hết. Còn bé Hiền thì tạm thời em nhờ chị em bảo vệ bé Hiền giùm rồi. Xác định được vị trí cuộc gọi chưa? Dạ được rồi thưa thủ trưởng. Lập tức đến ngay khu dân cư mới trung tâm quận 2. Nhớ rà soát kỹ các điểm nghi vấn. Quá khứ của cô thì tôi không còn. Nhưng hiện tại và tương lai, tôi muốn được chăm sóc và bảo vệ cho cô. Được chứ? Tôi đố cô, bộ phận nào trên cơ thể con người là quan trọng nhất? Trái tim hả? Không. Trái tim đúng là quan trọng thiệt, nhưng chưa phải là quan trọng nhất. Vậy nó là cái gì? Bờ vai. Khi chúng ta gặp đau khổ hay là gặp chuyện rất buồn thì bờ vai của người khác là điểm tựa quan trọng nhất của ta. Nhưng lúc đó bờ vai mới là quan trọng nhất. Như lúc này hả? Khoan khoan, từ từ đi, mày lấy cái xẻng ra. Tao moi bằng tay cho chắc ăn. Để phụ cho. Mạnh lên. Dạ. Biến đi anh. Chồng lại anh. Đi đi anh.
Dạ, em nghe ông chủ. Sao rồi? Bắt được tụi nó chưa? Dạ, chưa. Thất bại rồi thưa ông chủ. Cô nói cái gì? Lại thất bại nữa hả? Cô bị làm sao vậy? Một sát thủ chưa từng thất bại như cô mà để cho tụi nó 3 lần chạy thoát. Bắt cóc một con bé mà cô làm không xong là sao? Hay là cô lại mở lòng thương không đúng lúc với con bé đó? Đúng vậy không? Bây giờ cô hãy nói rõ cho tôi biết tại sao lại thất bại. Dạ, có chuyện xảy ra ngoài dự tính. Có một thằng, nó đã cản em bắt cóc con nhỏ. Đừng nói với tôi cô đã tha cho thằng đó. Cô có cho nó một phát không? Dạ có. Nó đã gục. Vậy thì tại sao cô không thể bắt được con bé? Tại vì có cảnh sát xuất hiện, bọn chúng đã bắn em bị thương, còn khẩu súng của em thì bị rớt. Em không thể tiếp tục chống cự được. Cô bị thương có nặng không? Dạ, cảm ơn ông chủ, cũng không nặng lắm. Vẫn tiếp tục được chứ? Dạ được. Tốt. Vậy cô nghỉ ngơi một thời gian để trấn tĩnh tinh thần lại đi. Bây giờ chắc bọn cảnh sát Việt Nam đang truy lùng cô đó. Cô cũng nghỉ ngơi thư giãn vài ngày đi. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nếu ông chủ ra lệnh, em sẽ thi hành ngay. Được. Có gì tôi sẽ báo liền. À, tôi nhắc câu chuyện này. Đừng làm gì liên quan đến bọn tài lì. Cứ độc lập mà làm thôi. Rõ chưa? Dạ, em hiểu. Nhớ cẩn thận. Chúc cô may mắn. Dạ. Lần đầu tiên tao mới thấy cái phải đi kiểu này. Vậy rồi làm sao mà mở? Lần đầu tiên em cũng thấy cái vali có cái khóa kiểu này á. Ba, hay là mình nhờ thợ khóa mở đi anh ba. Mấy người đó có kinh nghiệm, chắc chắn là nó sẽ mở được. Mày ngu quá đi. Nếu mà thợ mở khóa nó mở được thì thằng bóng ma nó đã kêu mở rồi, đâu có tới mình. Anh ba, em nghe nói cái vali này á, nếu mở sai 3 lần á là nó nổ. Nếu mà anh ba chưa chắc á, anh ba đừng có mò nha anh ba. Tao biết rồi. Không chừng thằng bóng ma nó muốn mở rồi mà mở không được. Bây giờ mà mình rớ vô một cái là mình lãnh đạn thay cho nó liền. Vậy anh ba tính sao? Tạm thời cất cái này vô một chỗ đi. Tao còn phải tính tới chuyện này. Tụi mày muốn chơi với tao hả? Anh hai, anh có sao không anh hai? Anh không sao. Bé ba, anh chạy trước đi. Không, chúng ta là anh em mà, em không thể bỏ anh đi được. Nghe lời anh, chạy trước đi. Chạy đi. Không. Chạy trước đi. Được, tụi mày hãy chết chung với nhau đi. Đừng bỏ em, đừng bỏ em, đừng bỏ em. Em Ly, em Ly. Anh Mơ. Em Ly, em Ly. Anh Mơ. Em Ly. Đây là đâu vậy? Anh chưa chết hả? Đây là khách sạn mà, tôi đâu có sao. Vậy là tôi nằm mơ sao? Đúng như vậy. Thank you.
Có chắc là nó tới không anh ba? Chắc chắn nó phải tới. Mày đã bố trí anh em cẩn thận chưa? Dạ xong rồi anh ba. Nó mà làm ẩu á, nó không ra được chỗ này đâu anh ba. Cô uống cà phê đi. Cảm ơn anh. Cô vừa mơ thấy gì mà có vẻ hốt hoảng quá vậy? Mina hay là David? Không có gì hết. Không có gì? Vậy tại sao cô lại căng thẳng? Chưa bao giờ tôi có một giấc mơ kinh khủng như vậy. Sao anh dậy sớm vậy? Tôi đã quen rồi. À, hôm nay là chủ nhật. Tôi không quan tâm. Anh đừng nói chủ nhật đẹp trời, muốn rủ tôi đi dạo nha. Không. Nếu như là dịp khác, tôi sẵn sàng mời cô đi. Nhưng bây giờ thì không phải lúc. Hôm nay là chủ nhật, cho nên mới hiện được nghỉ. Lúc nãy tôi có gọi điện về cho chị Thu để nắm tình hình. Chị Thu nói hôm nay là chủ nhật cho nên Bé Hiền được nghỉ. Họ đã an toàn, cho nên công an không cần phải bảo vệ họ 24/24 nữa. Nghĩa là bây giờ xung quanh mẹ con Bé Hiền không có bóng dáng của công an nữa hả? Đúng như vậy. Và đây là cơ hội rất tốt để cho tôi về thăm Bé Hiền. Liệu có ổn không? Tôi đã hỏi chị Thu rồi, cho nên tôi mới an tâm. Bằng giá nào tôi cũng phải về thăm Bé Hiền. Tôi hiểu, nhưng... Cô đừng cản tôi nữa. Tôi phải về thăm Bé Hiền một chút. Anh đã có kế hoạch chưa? Dạ, mời mấy anh. Anh ba, nó tới rồi kìa anh ba. Chào chú Tài. Chào anh. Chú thật là đúng hẹn nghe. Anh ba thằng đã gửi lời mời thì tụi đâu dám sai hẹn chứ. Mời ngồi. Không biết anh mời tôi tới đây là có chuyện gì? Không lẽ là chuyện... Chúng ta là người làm ăn. Lâu lâu á, gặp nhau chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Còn những chuyện cũ thì mình gạt nó sang một bên đi. Hình như chú đi đâu cũng có đàn em theo hộ tống thì phải. Nhìn oai phong hoành tráng quá. Đâu có. Thấy anh gọi, sẵn tiện có mấy thằng em đi cùng nên rủ tới cho vui mà. Nhưng mà nói về sự hoành tráng đó thì làm sao bằng đàn em của anh được chứ. Chú nói quá. Đúng là chú vui tánh thiệt. À, thôi bây giờ anh vậy, tôi có chút chuyện riêng cần bàn với chú. Hay là ta mở một bàn tiệc khác, mời mấy anh em của chú cùng mấy anh em của tôi qua đó cho họ tự nhiên hơn. Chú đồng ý chứ? Tất nhiên là được rồi. Nè, chú mời mấy anh em này qua kế bên, chiêu đãi cho anh em thật đàng hoàng. Nhớ gọi thêm mấy em nó phục vụ cho anh em đây cho đàng hoàng, hả? Dạ.
Đi, anh em qua kia. Đi đi. Như vậy thì nó thoải mái cho cuộc nói chuyện của chúng ta hơn. Rất thoải mái. Nhưng nói thật là thời gian có hạn. Anh cứ vào thẳng vấn đề luôn đi. Anh gặp tôi có chuyện gì? Chú không biết chuyện gì mà chú vẫn dám tới đây. Vậy là không hổ danh là tài lì. Mời. Mời. Chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện mà. Cũng không có chuyện gì đâu. Đơn giản chỉ là chuyện làm ăn thôi. Thức ăn đã được dọn sẵn hết rồi. Mình không ăn, uổng lắm. Xin mời. Chú sợ thức ăn của tôi bỏ độc hay sao vậy? Không. Anh cứ ăn tự nhiên. Khi nào xong, chúng ta tiếp tục. Vậy thì tôi không làm mất thời gian của chú. Chúng ta vào việc chính luôn. Chắc là chú nhận ra cái vali này chứ. Nó chính là cái vali của chú đã bị tên bóng ma đánh cắp. Bây giờ nó đang ở trong tay tôi. Nhưng tiếc là tôi chưa có mật mã để mở nó. Anh muốn tôi mua lại chiếc vali đó à? Không. Tôi không thích vậy. Tôi thích cái vali này hơn. Vậy thì anh muốn gì? Tôi muốn số tiền trong cái vali này. Anh muốn số tiền đó, tại sao anh không tự mở nó? Dù gì thì nó cũng thuộc về anh rồi mà. Nếu chuyện nó đơn giản như vậy thì tôi đâu có mời chú tới đây. Tôi nói rõ, tôi không có mật mã để mở cái vali này. Mà theo tôi được biết, trong cái vali này, ngoài số tiền 2 triệu đô, còn có một tờ giấy bí mật. Anh cũng biết nhiều chuyện quá ha. Trong này còn có thuốc nổ nữa. Mà tôi thì chưa muốn chết. Anh đừng vòng vo nữa. Anh muốn gì? Anh nói đi. Được. Vậy thì tôi nói. Tôi muốn số tiền trong này. Và sẽ không màng tới tờ giấy bí mật của chú. Với điều kiện, chú phải cho tôi biết mật mã. Ông chủ sao giờ này chưa ngủ vậy ông chủ? Trời ngoài lạnh, sương xuống dễ cảm lắm đó ông chủ. Ông chủ vô nhà đi. Tôi biết rồi. Vô đi ngủ trước đi. Dạ, tôi vô trước nghe ông chủ. Ông chủ nhớ ngủ sớm nha. Dạ, chào ông chủ. Nó nghĩ nó lại chứ. Dám ra điều kiện với tao. Lúc đó mà có súng trong tay, tao bắn nát đầu nó ra rồi. Và lấy lại cái vali. Đúng là tức chết mà. Chiếc vali ở ngay trước mặt mà không lấy lại được.
Anh Tài, anh có nước để em kêu chị bếp làm. Không cần đâu. Em thấy anh đã từ chối rồi mà. Có nghĩa là chiếc vali đó vẫn chưa được mở. Nên là vậy. Nhưng tao không hoàn toàn từ chối nó. Tao chỉ xin hẹn về suy nghĩ kỹ hơn thôi. Nó hẹn trong vòng 3 ngày phải trả lời nó sớm. Nếu không, nó sẽ tự làm theo ý của nó, không cần mình nữa. Em thấy chuyện này cũng dễ xử lý mà. Anh cứ để cho em và các anh em đi cướp lại chiếc vali. Không có dễ đâu. Nó đã lấy được chiếc vali, không có thằng nào nhào vô lấy lại được đâu. Mày nhìn đám đàn em của nó mày sẽ thấy. Không có dễ chơi nó được đâu. Vậy không lẽ mình để nó hất tay trên mình sao? 2 triệu đô chứ có ít gì đâu anh. Đúng như vậy. Nên anh mới xin hẹn để về tìm cách khác. Hay là mình dùng tiền để mua lại anh? Tao cũng đã nói với nó như vậy rồi. Nhưng nó chỉ đồng ý khi chúng ta trồng đủ số tiền đó. Còn nếu không, nó không chịu nhả cái vali. Nó đòi bao nhiêu vậy anh? 2 triệu đô. Để tao hỏi xem bí mật của nó là gì. Nếu nó đáng giá, có thể chúng ta bỏ luôn 2 triệu đô đó. Alo, tôi nghe đây. Alo, ông anh đang làm gì vậy? Tôi hả? Đang ngồi ngắm sao. Chà, ngắm sao hay là ngắm gái đẹp đây? Tôi nghĩ ngắm gái đẹp sẽ thích hơn chứ. Ông nghĩ vậy sao? Tôi thì tôi nghĩ khác. Theo tôi thì cách cô gái đẹp. Nếu chỉ để ngắm không thì chưa đủ. Chính xác. Ông anh suy nghĩ rất hay. Hoa đẹp là phải hái, phải chiếm lấy, chứ không phải đi ngắm đâu. À, công việc ông anh bên đó ổn chứ? Vẫn tốt. Cảm ơn ông. Còn chuyện làm ăn bên ông sao rồi? Hình như là có nhiều chuyện xảy ra lắm phải không? Đúng vậy, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nội chuyện thằng bóng ma đã khiến cho tôi mệt mỏi lắm rồi. À, cô sát thủ của ông anh sao rồi? Vẫn tiếp tục săn thằng bóng ma chứ? Ừ, nó vẫn tiếp tục. Hình như dạo này bóng ma nó trốn đi đâu rồi, không thấy xuất hiện. Không biết là nó có âm mưu gì đây. Chắc là có nhiều kẻ săn nó quá nên nó trốn thôi. À, ông anh cho tôi hỏi chuyện này. Cái tờ giấy bí mật trong chiếc vali là gì vậy? Không có gì đâu. Đơn giản, chỉ là món quà tôi muốn tặng cho ông thôi. Khi nào ông lấy được chiếc vali, ông sẽ tự biết. Nói ra thì còn gì là bí mật nữa. Thì chắc chắn là vậy rồi. Chỉ tại tôi hơi tò mò chút thôi. Không lẽ với tôi mộng anh cũng giấu sao? Không phải giấu, mà là nói trước mất hay. Khi nào có nó trong tay, ông sẽ tự hiểu món quà đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi hiểu rồi. Nếu như vậy tôi cũng nói rõ cho ông anh biết mà tính. Cái vali đó đã rơi vào tay của thằng khác rồi. Ông nói sao? Nó rơi vào tay một thằng khác hả? Đúng vậy. Thằng đó nói ra điều kiện là sẽ trả tờ giấy bí mật cho tôi. Còn nó giữ lại số tiền. Vì vậy tôi mới hỏi ông anh xem tờ giấy như thế nào. Có đáng để tôi đánh đổi hay không? Không được. Nó còn đáng giá hơn cả số tiền đó. Kẻ nào đã nhúng tay vào vụ này? Ba thằng. Ông anh đã nghe danh nó chứ? Ba thằng. Một tay trùm cờ bạc ở Việt Nam phải không? Đúng, là nó đó. Nó hẹn tôi 3 ngày trả lời nó. Thôi được rồi, ông hãy để đó. Tôi sẽ tính vụ này.
Ông yên tâm đi, chúng ta sẽ không mất bất cứ cái gì hết. Tôi sẽ không gây ồn ào ảnh hưởng tới ông đâu. Chào ông. Chào ông. Ông David nói sao vậy? Ông ta nói để ông ta tính vụ này, chúng ta không cần nhúng tay vào đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy anh em mình cứ ngồi ở nhà mà hưởng lợi. Ông ta có vẻ đang có một bí mật nào đó. Tiếc là anh mày chưa đoán ra được. Vậy à? Anh đang nghi ngờ là ông qua mặt anh đúng không? Không, ông ta không thể qua mặt tao được. Ở Việt Nam tao mới là vua. Dạ. Còn chuyện gài bẫy thằng bóng ma mà anh em mình bàn á, tính sao anh? Tạm thời thì gác chuyện đó sang một bên. Bây giờ thằng Hải Sơn đã bị bắt, người của ta đã bị hao tổn nhiều rồi. Với lại thằng bóng ma cũng đang bị truy đuổi ráo riết, chắc nó không dám xuất hiện lúc này đâu. Hồi đó tao chịu lắng nghe thằng Sơn một chút, thì giờ này nó đâu đến nỗi bị bắt. Báo chí có vẻ xôn xao về mấy vụ này quá. Không biết là cụ ta có dám tới đây làm bậy nữa không? Biết tình hình anh Vinh thế nào rồi ta? Muốn gọi cho anh đi hỏi thăm quá chừng. Không được, anh Vinh đã dặn rồi, nếu cần gì thì anh sẽ gọi. Mình mà gọi cho anh á, sẽ khiến cho anh dễ bị phát hiện hơn. Dậy rồi hả con? Con chào mẹ. Con cũng mới dậy à? Mẹ mang gì ạ? Ừ, mẹ mang vô cho con nè, cháo nè, rồi có sữa nữa. Uống sữa không mẹ pha? Dạ thôi, mẹ cứ để đi, khi nào con muốn uống con tự pha. Ừ. Con mà làm sao tự pha sữa được, đi lại còn khó khăn mà. Với lại vết thương do đạn bắn, bác sĩ nói là nguy hiểm, không có đơn giản đâu nghe chưa. Mẹ lại nhắc đến viên đạn. Rồi trước sau gì mẹ cũng hỏi gì đó cho coi. Con nói với mẹ rồi mà, thì con đi thăm bé Hiền, gặp cô ta tính bắt cóc bé Hiền, rồi con bảo vệ. Nhưng mà con đâu có biết cô ta mang súng đâu mẹ. Ủa, sao mẹ không nói gì hết vậy? Chưa kịp nói gì thì con đã làm liên thanh rồi. Chứ không phải mẹ tính nói tới chuyện tại sao con bị bắn hả? Hay là con gây thù chú quán với ai sao? Thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa nha. Bây giờ thì con phải lo tịnh dưỡng đi, nghỉ ngơi cho lại sức. Mai mốt về nhà rồi mẹ hỏi chuyện sao. Ăn cháo nha. Bắp cải tầng ô mướp đây. Rau tươi ngon mãi vô bà con ơi. Rau tươi ngon đây. Rau tươi ngon đây mãi vô bà con ơi. Chị bán rau?
Chị bán rau. Chị mua giúp em đi chị. Bắp cải ngon không chị? Dạ ngon, bắp cải em nè, tươi ngon lắm chị thấy không? Ờ, bao nhiêu tiền một ký vậy chị? 16.000 ký. Bắp quá giả có bớt không? Em nói thiệt đó, ở đây á là em không có nói thấp chị đâu. Bây giờ chị mua mấy ký? Nếu mà chị mua nhiều á, chị mua 3 ký đi, em bớt chị 3.000, được không? Thôi, mua chi nhiều dữ vậy, nhà có hai vợ chồng mà, lấy 1 ký thôi. Cân em ký đi, lấy 15.000 được không? 15.000 đủ nha. Được. 15.000 được rồi. Rồi được rồi, bán cho chị luôn. Cái này là em bán cho chị làm quen đó nha. Rồi. Chị nhớ kêu người ủng hộ em đó nha. Rồi được rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rau tươi ngon đây. Ai mua rau không? Mà vô mà vô. Ai mua rau không bà con? Ai với số không? Rau đây, rau đây. Rau tươi ngon đây. Ai mua với số không? Ai với số không? Với số không chị ơi? Không hả? Ai với số không? Đối tượng xuất hiện. Ai với số? Rau đây, rau đây, rau tươi ngon đây. Ai với số? Với số chiều sổ đây. Rau tươi ngon đây. Không có ai đâu. Anh đừng chủ quan. Mình phải quan sát chung quanh. Tôi hiểu rồi, không có vấn đề gì đâu. Đề phòng những gì? Ai với số không? Ok. Cô đứng ở đây nghe. Tôi vô trong đây. Ok. Có gì tôi sẽ đến hỗ trợ cho anh. Nhưng anh nhớ là phải đi sớm nha. Chúng ta mướn chiếc xe này chỉ có 2 tiếng thôi. Có sao đâu. Nếu trễ giờ thì trả thêm tiền cho họ. Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Ai với số? Tôi hiểu rồi. Tôi đi vô trỏng đây. Ừ. Ai với số không? Ai với số không? Rau tươi ngon đây. Ai mua rau không? Còn 5 tờ giấy số chị đi. Chị ơi mua rau. Ai mua giấy số không? Rau muống tươi ngon nè chị ơi. Ai mua rau không? Giấy số đi. Có 79 không em? Còn 5 tờ, 5 tờ. Ai mua giấy số giùm em đi. 309 nè chị. Anh mua giấy số giùm em đi. Không có 79 mà có 36 à. Rau đây, rau đây. Bẻ nè, ngọt, chị coi mua giùm em đi. Mua giấy số giùm em đi chị. Có 79, 19 nè chị. Có 79 hả? Dạ, dạ, dạ. Để chị coi. Ai mua rau? Đi đâu chưa khác bác cho. Làm gì vậy? Thôi. Có chuyện gì từ từ nói chuyện coi sao. Chỗ tao làm ăn mua bán đó nha. Cùng bán với nhau sao làm vậy được. Mày ấy tao không có cho mày nữa như mày. Lần này tao đó. Thôi nha, mày ly hôn với mày. Dạ cảm ơn anh. Không có gì. Rau tươi ngon đây. Mua vô. Thôi, mua vô. Không sao đâu. Còn bao nhiêu tờ tôi mua luôn cho. Còn lại nhiêu tặng cô đó. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đồ không anh?
anh. Cũng em thôi, không mua đâu. Lắm, bớm mới về luôn nè anh. Bé Hiền. Anh Vinh. Anh Vinh đây, đừng có sợ. Anh Vinh. Sao anh đi đâu lâu quá, em nhớ anh lắm á. Bé Hiền đừng có vậy. Anh Vinh cũng nhớ bé Hiền lắm, cho nên anh Vinh mới về thăm bé Hiền. Ai mua vé số không? Ai vé số không? Vé số không anh ơi? Cho tôi mượn số giò đi. Dạ. Bắt hắn ta bây giờ luôn hả anh? Hắn ta có mang theo súng nữa. Đối tượng đã vào tầm ngắm. Tất cả chuẩn bị, đợi lệnh của tôi. Dạ, rõ. Bắt hắn ngay bây giờ luôn hả anh? Chưa cần, cứ để hắn thăm cô bé đã. Khi nào hắn ra đây, chúng ta sẽ bắt. Ừ. Chồng ngoài ổn chứ? Dạ ổn rồi anh. Hắn không phải đến đây một mình, mà còn có cô ta. Nhưng cô ta đứng ở đầu hẻm. Em phụ trách chồng ngoài giùm anh. Phải bắt sống cô ta. Dạ rõ. Không những về thăm bé Hiền, anh Vinh còn mua quà cho bé Hiền nữa. Đây nè, bé Hiền có thích không? Em cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn anh Vinh thì mặt phải tươi lên chứ. Sao buồn như vậy? Ừ. Để anh Vinh đeo cho bé Hiền nha. Ủa? À chị Vinh. Đó, đẹp không? Bé Hiền xinh gái quá chứ. Chị thấy em lạ quá phải không? Em thử cải trang để xem chị với bé Hiền có nhận ra không. À dè đâu, bé Hiền không nhận ra anh Vinh luôn. Em sớm nhận ra anh Vinh rồi đó. Ai biểu anh nó sớm làm gì? Anh không nói là em cũng biết anh Vinh rồi. Bé Hiền xạo. Bé Hiền thì giỏi rồi. Bây giờ anh Vinh về thăm con rồi đó. Con vui chưa? Nè Vinh nè. Dạ. Một lát á, em mới lại chơi với bé Hiền đi. Chị ra chợ mua một ít đồ ăn, cả nhà mình ăn luôn ha. Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ nhớ nấu canh chua cá lóc nha mẹ. Biết rồi. Đãi món mà hai anh em cũng thích mà. À, chị Thu à, để bữa khác đi. Tại hôm nay em có chút chuyện, về thăm bé Hiền chút xíu, em phải đi liền. Ủa? Em không chịu đâu, anh mới về thăm em mà. Anh Vinh ở lại với em đi. Vinh, sao? Tôi thật với chị là em đang có chuyện rất là gấp. Tại vì anh Vinh nhớ bé Hiền quá, cho nên đành phải về thăm bé Hiền, rồi em sẽ đi ngay. Thôi, bé Hiền đừng có buồn anh Vinh nghe. Anh Vinh hứa khi nào xong việc sẽ về với bé Hiền liền, nghe. Em không chịu đâu, anh ở lại với em đi. Có người muốn bắt cóc em sợ lắm. Bé Hiền đừng có sợ, họ bắt lầm thôi mà. Bé Hiền cẩn thận khi đi ra đường nha. Sau này xong việc anh sẽ về với bé Hiền. Nhưng mà em sợ lắm. Anh Hữu bị người ta bắn bị thương. Nếu không có anh Hữu thì em bị người ta bắt cóc rồi. Anh nói rồi, họ bắt lầm thôi. Nhưng lần trước á, họ cũng bắt cóc em nữa. Sao họ không chịu bắt bé Hoa bé Tây? Cứ bắt em hoài à. Bọn họ là bọn xấu. Họ bắt lầm thôi mà. Với lại công an bắt hết tụi nó rồi. Bé Hiền đừng có sợ nữa. Ủa, cổ là người xấu hả anh? Nhưng mà cổ hay tới đây để tìm anh lắm á. Bộ cô ấy là bạn của anh hả? Cổ tới tìm em hai lần. Lần thứ hai là có chuyện đó. Bộ em làm ăn với cổ hả? Không đâu chị. Cái này chỉ là làm ăn với mấy đối thủ cạnh tranh thôi mà. Em biết cô ta mà. Yên tâm đi, đừng lo lắng. Em sẽ bắt cô ta giao cho công an. Thôi bé Hiền đừng có sợ nữa. Dạ. Em cẩn thận đó nha. Chị thấy cô đó hung dữ lắm á.
Em biết rồi, cảm ơn chị. Báo đây, báo đây, tin nóng hỏi đây, giấy số chịu sổ đây. Báo đây, báo đây, tin nóng hỏi đây, giấy số chịu sổ đây. Báo đây, báo đây, giấy số chịu sổ đây. Ai muốn báo không? Chú mua giùm con tờ báo đi chú. Không mua. Vậy chú mua giùm con tờ giấy số đi. Sáng giờ con mới nghe lắm chú. Sao lằng nhằng vậy? Nói là không mua.